nhận sai và tôi không cho phép, bởi vì tôi thấy các bạn ăn đó xứng đáng. Tôi chung. Và sau khi tôi về thì tôi làm từ thiện. Tôi kêu gọi mọi người đóng góp vào Quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vậy thì có cái gì gọi là tư tưởng lệch lạc? Và nếu 1 triệu đô đó chúng tôi đóng góp cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nếu không yêu nước thương dân hay ai oán thù hằn gì thì tôi đã ra nước ngoài tôi sống rồi. Tôi không đứng đây đúng không quý vị? Thành ra ở đây không có chuyện tư tưởng lệch lạc, mà là yêu nước. Nhưng tôi vi phạm thì tôi đi tù. Chơi là chung, đúng không quý vị? Tôi không chống án. Mọi quyền lợi của mọi công dân, tôi có quyền chống án tới cùng thẩm. Tôi không chống án bởi vì tôi thấy điều đó là phù hợp chung. Thì tại sao gọi là tư tưởng lệch lạc? Và cái quan trọng trong từng cùng khổ đau, tôi biết yêu ai ngoài chồng, và tôi kêu ông trời ơi nó thấu cho tôi. Tôi không ai oán điều gì, rõ ràng tôi không chống đối bất cứ điều gì, cho nên đừng bao giờ quy chụp tôi nữa. Hãy để cho tôi vui vẻ, tôi còn giúp dân, tôi còn cống hiến. Thế đó đừng có quy chụp tôi. Bây giờ thử vào tù đi, ở 4 bức tường đi, sẽ hiểu được cái khổ đau nó như thế nào. Và tôi đã hy sinh cái tình riêng vì cái tình chung cho quý vị. Cho nên tôi một lần nữa tôi khẳng định rằng tôi không bao giờ có tư tưởng lệch lạc, vì những cái điều tôi nói ra là sự thật, có đúng không quý vị? Cảm ơn bỏ qua chuyện cũ để cho tôi vui vẻ, tôi còn nhân dân. Thế là tôi hạnh phúc lắm rồi. Một lần nữa tôi khẳng định Nguyễn Phương Hằng tôi yêu nước và thương dân, được không quý vị? Thôi thì tôi sẽ hát tiếp cho quý vị nghe. Thôi thì bây giờ tôi hát cái bài này cho quý vị nghe nha. Không biết hồi sáng thì quý vị có nghe tôi hát chưa. Lần này là tôi hát là lần thứ 3 rồi, là bài Mai Anh Đi Rồi, tặng cho quý vị nha. Nghiệm 2 năm rưỡi không? Có nhiều người nói sao bà Hằng đi tù mà bà trắng dữ vậy. Mỗi ngày em phải đi nhổ cỏ, nhưng mà cỏ nó nhổ em. Cho nên thật sự là tại vì em đẹp cho nên em trắng đó quý vị. Như thế này nè, hồi nãy á, hồi sáng á, thì là quá đông người, rồi wifi rất ồn ào. Nhưng mà tôi có nói, nhưng mà có lẽ là có người nghe được, có người không nghe được. Thì tôi xin nói lại một lần nữa, là cái bài hát Tê Ba Vui Và Tôi, thì có cái đoạn cùng là vì sao dân thương tôi, vì sao tôi thương dân, vì sao, vì tôi yêu nước thương dân. Mở ra cái quỹ mổ tim hàng ngũ và làm bao nhiêu công trình phúc lợi để giúp dân chung vai gánh vác của đất nước. Là vì sao tôi thương dân? Vì những cái điều đó mà dân thương tôi. Cái thứ hai nữa là có một cái đoạn là người ta coi như là bao nhiêu khổ đau người ta vây cứng đời tôi, là bởi vì sao? Cùng một lúc mà hai nơi, một nơi thì công an thành phố bắt tôi, một nơi thì Bình Dương khởi tố tôi. Có phải là bủa vây thân tôi không quý vị? Vì tôi đã đụng vào nghệ sĩ, quyền lợi của nhân dân mà tôi bị nghệ sĩ thương kiện, tôi phải đi tù. Và bằng chứng rằng tôi đi tù, tôi không chống án, và tôi cũng không có một cái tư tưởng lệch nào. Bởi vì sao? Ra tòa hỏi tôi bà Hằng có sai phạm không? Tôi nhận tôi sai. Cái thưa quý vị, tại sao tôi hát cái bài Mưa Ăn Phước này và tôi cảm giác như là thật là đau khổ. Và một đêm mưa giông tố ở tại Ăn Phước, mưa xối xả một cái cây cổ thụ mà nó phải quằn quại trước giông tố, thì tôi lại nhớ tới chồng, tới con, nhớ tất cả mọi người. Và tôi cảm giác như tôi như một cái cổ thụ mà bao nhiêu giống tố nổ lên đời. Và tôi đã hát cái bài Mưa Ăn Phước. Tôi đã sáng tác trong vòng có mấy tiếng đồng hồ mà ra được cái bài hát Mưa Ăn Phước. Vậy thì quý vị biết rằng tôi đã khổ đau đến mức nào. Có một chị đã làm một bài thơ để mà lời tri ân của chị lớn tôi. Thì
rất là em cảm ơn chị đã bỏ đường xá xa xôi đi đến đây để tặng cho em một bài thơ và bức tranh này. Em thật sự rất là cảm ơn chị. Quý vị ơi, thấy em đẹp không quý vị? Em đẹp là một thật luôn nha. Trái tim mạnh mẽ. Chị ơi, sáng giờ em hát phải là mười mấy hai chục bài rồi đó quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.